Buổi chia sẻ phát triển an toàn giao thông thông minh là một trong 4 hội thảo trực tuyến vừa được Viện Đô thị Thông minh và Quản lý ASCM, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức với sự tham gia của nhiều diễn giả tại châu Âu và châu Á Thái Bình Dương. Buổi thảo luận phân tích cách thức ứng dụng công nghệ hay AI vào an toàn giao thông cũng như giáo dục dài hạn tại Việt Nam và trên thế giới, lồng ghép cùng câu chuyện bình đẳng giới. Qua đó, bày tỏ mong muốn xây dựng một nền tảng giáo dục tại Việt Nam để ứng dụng hữu hiệu và chủ động công nghệ trong việc thay đổi hành vi và thói quen đi lại của trẻ nhỏ.